rằng bên phía WeVote họ sẽ có hai vị tướng có khả năng bật vào tốt, đó là Fiddlestick và Ragas. Sau đó họ sẽ có siêu hùng giáng thế của Kalu có thể hỗ trợ trong những tình huống như vậy. Đội hình giữa bên BFK ở khu vực gần giữa để tốc biến lên phong độ đánh đầu biến tâm đầu dành cho Tifan rằng DNK làm được điều bất ngờ. DNK làm choáng được Lucid, Artifact cũng làm được, dồn tất cả sát thương vào. Và ngay lập tức, Evoke có câu trả lời, Artifact bị giữ lại và Artifact nằm xuống. Các thành viên của phía Evoke vào mạng trái của bản đồ, họ lấy được trụ thứ nhất của bên giữa. Đó là và Artifact vẫn tốc biến được Celeb đang bật và điểm 3-1 dành cho Celebrity. Anh ta vẫn đang có khoảng trọng, giữ vị trí tốt, để một bị làm choáng. Artifact và Celeb đang phối hợp với nhau, để một chỉ giữ được kim dây mà thôi. Celeb vẫn chưa mất máu, bắn ra bên ngoài, Stark bắt một tông viên bỏ chạy, tiên quyết kích thành công. Và Stark nằm lại tại đó, không gì có thể cứu được anh ta. Điểm tắt điện dành cho Artifact. Rõ ràng, nếu đánh như thế này thì LFQ có lẽ không sợ ai cả. Họ bắt được điểm 1, Celeb vẫn đang có màu đỏ. Anh ta tạm thời lui lại và bắn vào Stark. Stark không còn. Ôi, đó là một tình huống lao vào rất đẹp từ siêu hùng giáng thế. Người bị cô lập vừa rồi, đó là bên đó DNK cũng đang bị cô lập. Nhưng Artifact cũng đã có điểm hạ gục. DNK bị bắt lại, bấm đồng hồ. Artifact tiến tới cố gắng hỗ trợ cho đội mình nhưng không được Celeb bây giờ. Mới quyết định quay lại giao tranh, nhưng hình như đã hơi trễ. Anh ta đang lửa gốc, Kingsley bị tấn công. Stark hết máu, Celeb làm tới tóc biến lên bắn vào Stark. Và đó là điểm hạ gục dành cho Celebrity. Anh ta không còn tóc biến nữa, phải đi bộ tới những mục tiêu của mình. Điểm một đang tới, nhưng điểm một bị bắt lại. Kill dành cho Celeb, Slay không còn ulti nữa. Celeb cũng không còn dừng cuối và hai bên lui về. Baron chỉ còn 1.900 máu. Baron dành cho bên phía của FFQ. CZ lao xuống bên CZ bị kéo xích lại. Baron khuyến mãi thêm 2 mạng. Celeb đang bắn vào Stark, Stark không nên kịp cả cổ lao được. Kingsley đã tới, bắn vào trụ Stark, đánh vào người Celeb. Nhưng ta bị chặn bởi DNK và Kingsley. Xây xích thành công. Và đó là điểm hạ cũng tiếp theo cho Kingsley. Anh ta bất tử và FFQ dẫn trước 1-0. Thời điểm mạnh nhất của cặp này là thời điểm hai bóng đang bị quay riêu, cũng như là có chiêu cuối có khả năng chủ động mở đến từ bên phía của FFQ. Và các bạn hãy chú ý những phép bổ trợ kìa, những phép bổ trợ này, những phép bổ trợ không muốn đánh nhau ở cấp độ đầu tiên. Họ ăn bùa đỏ, sau đó họ đẩy được lên khu vực ôi cấp độ 6. Và ngay lập tức sóng âm của cướp lao vào Artifact còn 100 máu. Anh ta sẽ sống còn gì để chạy chết. Oh, rất chắc trong tình huống này. Và đẩy được một đợt lính rất lớn vào cái trụ một đường trên của bên phía Evos. Bandan quyết định lao lên chê tay đôi với Artifact, người chưa hồi lại cái nhìn hóa đá. Và có Dizin ở đây, sóng âm, nó chưa được tung ra đá trước quy sau. Nhưng Artifact đã có được điểm mạng gục đổ, như vậy là lời. Nghe đó nghe. Rồi đó, đường giữa, đó là điểm hạ gục cho Artifact. Kingsley tới, và Ronobi chỉ có thể chạy và thở say. Không phải là điểm hạ Artifact. Evoke đang tan vỡ hoàn toàn, Dizin chẳng thể nào chạy được cả. Artifact đang tới, như ta sẽ làm gì đây? Anh ta tốc biến tới, anh ta bắn vào Ronobi. Và đó là Celeb với điểm hạ gục tiếp theo. Slay bắt buộc phải bỏ chạy, Zin cũng phải lui về. Dịch chuyển đến từ Kingsley. Zin bị chặn, Zin không vào được, Slay được tung ra. Hay, Zin vẫn đang cố gắng đi bộ vào, không thành công. Và đó là Baron dành cho bên phía của FFQ. Slay bị bắt lại. Và hai điểm hạ gục cho FFQ. Venus đang tạm thời thấp máu, nhưng đồng đội của ta đang bảo bọc anh ta mũi quang thành công. Và Badland sẽ bị nằm xuống tại đây. Và Badland sẽ là người cuối cùng của Evoke nằm xuống, quét sạch và 2-0 cho FFQ. Đường giữa, Artifact sẽ có cho mình Irelia. Còn trong cái đánh gam thì sao? Họ vẫn đang sắp xếp đội hình của mình. Lee Sin sẽ là người đi rừng, dành cho bên phía của gà với khu vực đỉnh. Đánh rồi, Kingsley dịch chuyển xuống. Họ đang hướng đến cái trụ, họ có 4 người ở đây. Nhưng cái dịch chuyển tiếp theo phải phá trụ, nếu không cái dịch chuyển nó sẽ đến kịp. Hai cái dịch chuyển liên tiếp. Và bây giờ sẽ là giao tranh, về đất lao vào. Kiaja đang cố gắng tìm hướng để đánh. Anh ta bắt được Celeb, Celeb đẩy Kiaja ra. Nhưng nguồn tăng thương là quá nhiều play. Về đất phải rút lui về, Artifact có mặt ở đây. Anh ta đang bay nhảy trong đội hình của Cam, làm cho được Gin, hạ gục Gin. Đó là double kill, rút lui về. Tỉa lính để thoát về an toàn những người đồng đội của họ. Có hai cái trụ trong những pha giao tranh. Còn trong đấy gam họ vẫn chưa có cái trụ nào. Play đang người bị truy đuổi, thanh kiếm tiên phong được quăng ra. Play không thể nào mà thoát về được. Có cái lồng đèn ở đây, nhưng đó là DNK chặn cái lồng đèn. Và sau đó anh ta lại nhảy xuống, anh ta bắn được Play. Play bấm đồng hồ, nhưng sau khi hết đồng hồ thì anh ta không thể nào thoát được. Artifact tiếp tục trên mạng Play. Họ phải đánh Gia đao lên, anh ta muốn bắt vào đầu Celebrity. Tô tư được gửi tới nhưng không gửi được, bởi vì Celeb bấm đồng hồ. Support đá trúng vào Celebrity. Celebrity lùi ra phía sau. Phía trên này DNK lách trừng tắt tường.
và Celeb được bắn. Anh ta vẫn đang bắn, anh ta nhảy lên, anh ta tìm cho điểm hạ cùng, anh ta bắn hạ từng người một. Artifact đang nhảy múa cho người của Gam và đó là dấu chấm hết cho Gam ở trong ván đấu đầu tiên, một cú quét sạch của FFQ. Gam Esports có họ nhưng họ không có victory. Bây giờ trả thủ mạnh nó không còn nhiều nữa, chúng ta không còn Lucian, chúng ta không còn Seiya và Chitana. Quyết định đối với Police đó chính là con bài CV. Họ hình thành một đội hình tạo khoảng trống dành cho CV để có thể xả sát thương từ dàn sau. Nhưng như đã nói, Vayne, một vị tướng được tăng sức mạnh ở phiên bản 9.1 này, sẽ là một cái sự lựa chọn rất đột phá đối với Celebrity. Police bây giờ đã đạt được cho mình đó 3 món trang bị với con bài CV. Đánh rồi, con này đánh rồi, chỉ đánh rồi. Kia ai ai Police biết, họ biết trong đó có người chắc. Biết đâu mà biết. Không hề biết một chút nào. Police đã cố gắng đứng lại, anh ta cố gắng bắn. Play đến, Police đã phải nằm xuống rồi. Và người chấm dứt cái bàn của Police chính là Celebrity. Nhưng sau đó thì sao? Sau đó thì Celeb không còn sống được nữa. Artifact vẫn đang là người gây được một sát thương. Xà nữ đang nhổ một người Play. Và xà nữ vẫn đang sống. Kinh dây của Vayne đang che chắn cho Play, nhưng không còn kịp nữa rồi. Họ muốn đánh và nhìn lao vào trường thắng thế ngay trên đầu. Artifact là người bị nhắm tới, anh ta bấm đồng hồ và anh ta được cứu bởi Vayne. Và sau đó sát thương bên này thì tất cả Gam đều đang đánh công kinh dây về được và phản công dành cho FQ. Nhưng nhiều họ có dám tấn lên đánh không? Play quay trở lại, Play kêu kích cho một người tiền cây em tức nằm xuống. Vayne đang nằm giữa đội hình của Gam và họ bị hạ gục. Kinh dây đang lơ sót, nhưng Celebrity mới là nguồn sát thương chủ yếu của FFQ. Một trận đấu cực kỳ xuất sắc, đặc biệt là về giai đoạn cuối trận, khi cái mục tiêu của FQ đó chính là đuôi xạ thủ Celebrity. Và Celebrity đã chứng minh cái niềm tin của FQ là chính xác với chiến thắng. Và đặc biệt đây là chiến thắng 2-0 của FQ trước Gam Esports. Nó sẽ giúp cho cái hiệu số của họ trên bảng xếp hạng sẽ được cực kỳ bay cao. Và Police, người được sinh ra để dành cho bên phía của Gam, rất đáng tiếc là không giúp cho bên phía của Gam Esports giành lấy cho mình đó chiến thắng trong bảng thi đấu này.